Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và phước hạnh trong Đức Chúa Giêsu, do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần, được phát sóng trên Radio Thời Báo và Mục vụ Sống Đạo Online. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình phát thanh tin lành trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hẳn chúng ta ít nhất một lần đã từng nghe qua câu chuyện của một người Mexico tên là Joaquin Guzman, biệt hiệu là El Chapo, một tên trùm băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng từ cuối thế kỷ thứ 20. Guzman đã từng bị bắt giữ năm 1993 với án tù 20 năm, nhưng sau đó chẳng bao lâu đã đào thoát thành công. Nhưng thiên bất dung gian, vào ngày 8 tháng Giêng năm 2016, Guzman bị bắt lại một lần nữa tại Sinaloa, Mexico, và bị dẫn độ sau đó về Hoa Kỳ để chịu án chung thân cộng với 30 năm về các tội buôn bán ma túy, rửa tiền và sát nhân. Trong phiên tòa xét xử, thẩm phán Hoa Kỳ ông Ryan Coogan đã ra phán quyết Guzman phải dành cả cuộc đời còn lại của mình ở trong nhà tù. Ông cũng nói thêm rằng không có một việc tốt nào có thể bào chữa được cho tội trạng của con người gian ác này. Tuy nhiên, người dân Mexico thì có những nhận xét khác nhau về Guzman. Ông Rafael Morales nói rằng Guzman có mặt xấu của anh ấy, nhưng đối với tôi, anh là một người tốt, bởi vì anh đã từng giúp đỡ người dân ở Culiacán rất nhiều và dân chúng ở đây thương mến anh ấy. Còn cô Cara Arellano thì cho biết tuyên án Guzman là bất công, vì điều gì có thể làm được thì Guzman đã làm để giúp đỡ dân chúng tại đây. Người dân tại làng Sinaloa, quê quán của Guzman, thì họ tôn sùng Guzman như là một Robin Hood vì đã tận tình giúp đỡ Sinaloa thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thưa quý vị và các bạn, hỏi rằng liệu có một người nào có một đời sống tốt đẹp, hiền lương mà Thánh Kinh không kể người ấy là tội nhân chăng? Thi Thiên 14 chép rằng Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thay thải đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Bởi thế, Kinh Thánh đã đi đến kết luận một cách đủ cả rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn thánh khiết và vinh hiển của Đức Chúa Trời, và hậu quả của tội lỗi ấy là sự chết. Dưới mắt của một số người dân Mexico thì Guzman là một người tốt hay giúp đỡ, nhưng ông đã vi phạm vào hệ thống luật pháp và công lý của chính phủ nên không thể nào tránh khỏi hình phạt. Guzman được biết đến vì đã nhiều lần trốn thoát khỏi nhà tù kiên cố nhất tại Mexico, nhưng cuối cùng ông phải ở cả cuộc đời còn lại trong nhà tù tại Hoa Kỳ. Cũng một thế ấy, kính thưa quý vị và các bạn, lời Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng không ai trên đời này tốt đủ để Kinh Thánh không gọi người ấy là tội nhân. Vì cơ đó, có một ngày đã định cho tất cả nhân loại phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để chịu xét xử. Tuy nhiên, ngày hôm nay có một tin mừng cho chúng ta. Thánh Kinh đã nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Đức Chúa Giêsu thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin Ngài thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Giê-hô-va,
lấy danh Ngài làm nguồn trông cậy mình. Sẽ như cây trồng gần bờ suối, dễ đâm theo nước chảy đêm ngày. Ngộ khi trời nắng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon. Bao lần con tìm suối mát trần gian, xa lìa cha nguồn nước sông bình an. Tâm hồn con tựa bãi vắng tịch liêu, đời trống vắng quạnh hiu, lòng nuối tiếc chuỗi ngày vàng bên Chúa. Con về bên nguồn nước sông thượng thiên, linh hồn con được đến bên bình yên. Bên Ngài con là trái chín ngọt ngon, là bóng mát đầu non, là phước ân cho người giữa cuộc đời. Suối mát trần gian, xa lìa cha nguồn nước sông bình an. Tâm hồn con tựa bãi vắng tịch liêu, đời trống vắng quạnh hiu, lòng nuối tiếc chuỗi ngày vàng bên Chúa. Con về đây tìm suối nước tình thương, linh hồn con giờ có Chúa dựa nương. Xin dùng con làm trái chín ngọt ngon, làm bóng mát đầu non, làm chứng nhân cho Ngài giữa cuộc đời. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Giê-hô-va, lấy danh Ngài làm nguồn trông cậy mình. Sẽ như cây trồng gần bờ suối, dễ đâm theo nước chảy đêm ngày. Ngộ khi trời nắng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon. Thi Thiên thứ 3 câu 1 câu 2 Kinh Thánh có lời chép: Đức Giê-hô-va ơi, kẻ thù của con sao quá đông, số người nổi lên chống lại con nhiều vô số. Lắm kẻ nói về con rằng Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu. Nhưng lại Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên che chở con, Ngài là vinh quang của con, và là đấng làm cho con ngẩng đầu lên. Thưa quý vị và các bạn, nếu ngay trong lúc này chúng ta như bị bao vây bởi những vấn nạn không phương giải quyết, thì những lời cầu nguyện sau đây đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ thù của con sao quá đông, số người nổi lên chống lại con nhiều vô số. Lắm kẻ nói về con rằng Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu. Nhưng lại Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che con, Ngài là vinh quang của con, và là đấng làm cho con ngẩng đầu lên. Sử ký của các vua Do Thái ghi lại, một trong các vương tử của nhà vua là Absalom, người được Kinh Thánh làm chứng rằng
trong khắp Israel không có người nào được khen là đẹp trai như Absalom. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không có tì vết gì cả. Absalom được lòng nhiều người và sự thành công này đã đưa Absalom đến hiểm họa, kiêu ngạo. Absalom muốn làm vua và một cuộc đảo chính đã xảy ra. Ngày Absalom lên ngôi vua cũng là ngày vua David thoái vị. Vua và đoàn tùy tùng của những người trung thành với vua phải rời hoàng cung, đi ẩn mình trong đồng vắng. Chẳng những thế thôi, những người trước đây đã từng hô vang Đức vua vạn tuế, David vạn tuế, bây giờ trở nên những người ủng hộ đắc lực cho Absalom. Làm thế nào vua David có thể sống còn trước mưu trước của Absalom và Ahitophe cộng lại? Xin thưa, đó là nhờ những người trung thành với nhà vua và quan trọng hơn là sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Thật vậy, vua David đã từng kinh nghiệm từ thuở là người chăn bầy thế nào. Đức Chúa Trời đã gìn giữ ông như người chăn chăm giữ bầy chiên. Khi làm vua Israel, ngày đêm đối diện với đạo quân đông đảo Ammon, Moab, Philistine, thì Đức Chúa Trời tỏ chính mình Ngài như vị thống soái tối cao. Và trong lúc đối diện với quân thù bốn bên, thì đấng chăn chiên, vị thống soái trở nên khiên che chắn cho vua. Nhưng không phải chỉ David kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách riêng mà thôi. Abraham nhận biết Đức Chúa Trời là đấng hay sắm sẵn, Jehovah Jireh. Aga gọi Ngài là Đức Chúa Trời đoái xem, Jehovah Lacharoi. Nhưng hàng triệu triệu người trên thế giới cũng đang kinh nghiệm Chúa là đấng cứu thế, Giêsu, là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta, và là vua của cuộc đời mình, Christ. Absalom tự tôn mình lên cao nên đã bị hạ xuống. David bị hạ xuống thì đã được tôn cao. Absalom nhờ cậy mưu kế Ahitophe và cả hai đều thất bại. David nhờ cậy Đức Chúa Trời, vua đã được thành công. Absalom dựa vào đám đông, David dựa vào những người trung thành. David được bảo vệ, Absalom thì không. Thưa quý vị và các bạn, thiết tưởng nếu David không làm nghề chăn chiên thì ắt không kinh nghiệm Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài dẫn tôi đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, Ngài bổ lại linh hồn tôi. Nếu không đối đầu với kẻ thù thì không có dịp tiện nương cậy Chúa là đấng chỉ huy toàn năng. Nếu không gặp cảnh nguy hiểm thì không thể nói Ngài là cái khiên chở che con. Ngài là vinh quang của con và là đấng làm cho con ngẩng đầu lên. Vậy vì cớ sự lựa chọn và biết trước của Đức Chúa Trời, của Abraham, của Aga, của David, đôi lúc Ngài cũng dẫn chúng ta vào con đường khó đi. Để nhân đó, chúng ta khám phá cách riêng tư rằng Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob cũng là Đức Chúa Trời của con. Hãy cầu nguyện như Phao-lô rằng: Lạy Chúa, con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho con là người yêu mến Đức Chúa Trời, là người được Chúa gọi theo ý định của Ngài. Vì sự biết trước của Chúa nên Ngài cũng định sẵn cho con trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Vì cớ con là người Chúa đã định sẵn thì cảm ơn Ngài cũng kêu gọi xưng công chính, làm cho vinh quang. Cảm ơn Chúa của cả thế gian cũng là Đức Chúa Trời của con. Amen. Quý thính giả vừa đón nghe tiết mục Diễn Linh. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu Chuyện Gia Đình. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài Mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay xin trình bày tiếp những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến tình yêu chăn gối cho hôn nhân. Dựa vào lời sứ đồ Phao-lô viết trong Kinh Thánh, thư Cô-rinh-tô thứ nhất
chương 7, câu 1 tới câu 5. Chúng tôi có chia sẻ với quý vị 5 nguyên tắc sau đây trong câu chuyện gia đình kỳ trước. Thứ nhất, Đức Chúa Trời ban hôn nhân để giúp con người tránh tội tà dâm. Thứ hai, vợ cũng như chồng có bổn phận chăm sóc nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau. Thứ ba, người có gia đình không làm chủ thân thể mình, như người phối ngẫu làm chủ. Thứ tư, chỉ nhu cầu tâm linh, như việc cầu nguyện, được đặt lên trên nhu cầu chăn gối. Thứ năm, nếu không chăm sóc nhau, chúng ta có thể khiến vợ, chồng mình ngã vào cám dỗ. Đó là lời Chúa dạy qua sứ đồ Phao-lô. Sau đây là những hình thức giải trí, những điều nguy hiểm và những nơi chúng ta cần tránh để không ngã vào tội tà dâm. Những sách báo không đứng đắn, những phim ảnh hay video bê bối, quán rượu và vũ trường, những nơi ăn chơi dành cho các ông, hình ảnh bê bối trên mạng. Chị em phụ nữ thì cần tránh những trang phục không đứng đắn, cẩn thận khi giao tiếp với người khác phái, không làm quen với người lạ trên mạng để nói những chuyện không đứng đắn, không dùng điện thoại để gửi lời nhắn hay hình ảnh bê bối. Chúng ta đang sống trong thời đại tin học, ai cũng có trong tay những thiết bị điện toán để liên lạc với mọi người xa gần, để biết những thông tin về mọi phương diện cách dễ dàng, nhanh chóng. Những phương tiện này giúp chúng ta có thông tin nhanh chóng, thuận lợi cho công việc, nhưng ma quỷ cũng dùng điều này để cám dỗ chúng ta, nhất là những tội liên quan đến tình dục. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh thức, đề phòng cho chính mình, cho con cháu trong gia đình. Chúng ta cần đặt kỷ luật cho mình và con cái để không sử dụng những thiết bị nguy hiểm này cách vô kỷ luật, vô giới hạn, để rồi ngã vào tội lỗi. Ngày nay, điện thoại cầm tay và máy điện toán là những thiết bị cá nhân. Mọi người có thể dùng cách riêng tư, không ai nhìn thấy. Vì vậy, nó dễ trở thành cái bẫy cám dỗ chúng ta về mặt tình dục, khiến ta ngã vào tội lỗi, gây tổn hại cho hôn nhân và gia đình. Lời sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo thật nghiêm trọng. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Ma quỷ đang rình mò chung quanh bằng cách tung ra những phương cách cám dỗ và phương tiện phạm tội rất tinh vi. Vì thế, chúng ta cần tự giác đặt mình trong kỷ luật. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng ngã vào bẫy lưới của ma quỷ. Về mặt tiêu cực, chúng ta giữ kỷ luật bản thân, tránh những nơi và những điều có thể khiến ta phạm tội. Về mặt tích cực, chúng ta cần thực hành những điều sau đây để tránh cám dỗ về tình dục. Thứ nhất, vâng lời Chúa dạy, vợ chồng chăm sóc nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Thứ hai, loại bỏ tất cả những phim ảnh và sách báo đồi trụy đang có trong nhà. Thứ ba, không vào những trang bê bối trên mạng. Nếu đã lỡ vào, hãy cầu xin Chúa giúp mình loại bỏ đi. Thứ tư, hết sức cẩn thận khi vì công việc làm phải thường xuyên tiếp cận với người khác phái. Thứ năm, nếu biết mình đang bị cám dỗ, bất cứ phương diện nào hay hình thức nào, đừng che giấu,
nhưng thành thật nói cho vợ hay chồng mình biết. Thứ sáu, tránh những nơi hoàn cảnh nguy hiểm và những người có ảnh hưởng không tốt. Thứ bảy, đừng tạo cơ hội cho cám dỗ tấn công. Đừng vì công việc mà vợ chồng phải sống xa nhau hoặc làm việc ở nơi có nhiều cám dỗ. Thứ tám, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Lời Chúa dạy và sự liên kết với Chúa sẽ giúp ta khôn ngoan, thấy rõ cám dỗ và giúp ta sức mạnh để chiến thắng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Mục đích hôn nhân. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Mục đích hôn nhân trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Quý thính giả vừa đón nghe tiết mục câu chuyện gia đình với đề tài Mục đích hôn nhân, tài liệu của tác giả Minh Nguyên trong chương trình phát thanh tin lành tại California, Hoa Kỳ. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục câu chuyện phúc âm. Đức Chúa Giêsu đã chết và Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Một điều duy nhất cho một con người giữa muôn người mà người ta tôn thành thần thánh, người ta thì người đó là ta đã sống một cách thành công, ta đã sống như thế này, ta đã sống như thế kia, nhưng mà cuối cùng ta chết. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài nói ngược lại, ta đã chết để cho đem lại gia đình của người nào tin ta được phước hạnh hơn, để cho những tình bạn của người này người kia được thấm thiết hơn, để cho những người chưa được cứu có cơ hội được cứu, để cho những người đã hầu việc ta thì trỗi dậy hầu việc ta, để cho lời của ta được ứng nghiệm. Ta đã chết để làm những việc đó. Khi ta làm được việc đó rồi, ta sẽ sống. Cho nên Ngài nói là ta là đáng chết, mà nay ta là đáng sống. Không có ai tuyên bố như Ngài cả. Cho nên nếu ai đồng ý để Ngài làm cho chết đi, thì sau đó Ngài sẽ làm cho chúng ta sống lại. Và đây là những phước hạnh của một người sau khi để cho Ngài làm cho chết một số điều mà cần phải chết, thì Ngài sẽ làm cho sống lại. Kinh Thánh nói rằng là sau ngày Sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ, thì đất rung chuyển dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung của thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng, đừng sợ hãi vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đi đâu, Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1 đến câu 6 chép một cách tỏ tường như vậy. Ba điều mà chúng ta suy nghĩ về sự quan trọng và phước hạnh của sự chết của Chúa Giêsu một biến cố. Đó là thứ nhất, đất rung chuyển dữ dội. Thứ hai, một thiên sứ của Chúa từ trên trời xuống. Và thứ ba, lăn hòn đá ra và ngồi lên trên hòn đá đó. Đây là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Thật vậy, một cuộc đời mà vật lộn để cho một điều gì đó, dẫu cho là một thói quen nhỏ mà chúng ta không muốn bỏ, mà Chúa nói con hãy làm cho nó chết đi, rồi ta cho con những lời nói tốt hơn. Việc này không dễ, và tranh trở với nó, và chúng ta tranh đấu với nó, và trận chiến lâu dài trong tâm trí và trong lòng của chúng ta, đến nỗi như là đất rung chuyển dữ dội như vậy đó. Chúng ta được kêu gọi và chúng ta đã kinh nghiệm. Càng tin Chúa nhiều năm, chúng ta càng kinh nghiệm một trận chiến cả ngày cả đêm trong tâm trí chúng ta, không phải bên ngoài. Bởi vì chúng ta đang vật vã giữa cái cũ với cái mới, giữa người cũ với người mới, giữa việc xác thịt với việc thuộc linh, giữa việc của con người với việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta vật vã với nó, đến nỗi chúng ta mệt mỏi, chúng ta gào thét như là một chuyện, như là một trận chiến rung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, ai đang kinh nghiệm điều đó thì người đó đang chứng kiến một biến cố của sự sống lại.
Chúng ta đã từng thấy những cuộc đời không bao giờ khóc, có thể là một người rất là kiên cường bên ngoài, một con người rất là nghị lực, nhưng mà khi đến với Chúa, người đó khóc như một đứa con nít, tan vỡ cuộc đời ra, đất rúng động, dữ dội, than khóc về những gì mà mình đã làm sai trái, những gì mình đã gây ra những cái sự đổ vỡ cho người khác, than khóc với Chúa như là một trận rung chuyển dữ dội như vậy. Nhưng ai làm việc này, ai kinh nghiệm biến cố này trong cuộc đời của mình, thì Kinh Thánh Chúa nói rằng đó là phước đó con ơi. Bởi vì trong 8 phước thì hai cái phước đầu tiên Chúa nói đến những người mà chịu sự rung chuyển dữ dội trong cuộc đời của mình, bỏ những cái điều mà cũ để lấy những điều mới, những cái điều sống lại. Chúa nói trong Matthew đoạn 5 câu 4, câu 3, câu 4 rằng phước cho kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Vậy nếu chúng ta tan vỡ như đất xúc động như vậy để chúng ta thấy được sự sống của Chúa, thì Chúa nói là nước thiên đàng của con. Nếu con khổ sở vì những cái việc cũ của con thì con sẽ được yên ủi. Xin Chúa cho chúng ta hưởng được phước lành này nhân dịp phục sinh hôm nay. Thứ hai, nếu một cuộc đời mà kinh nghiệm một chấn động ở trong tâm linh của mình, trong linh hồn của mình, bởi vì đó là một cái sự tranh chiến giữa chết với sống, thì Chúa nói rằng nếu con thắng được, thiên sứ trên trời sẽ xuống. Ngày xưa thiên sứ lâu lâu mới xuống một trận thôi, một lần thôi. Nhưng mà nếu người nào kinh nghiệm điều này, thì Chúa nói ta trên trời ta sẽ xuống, không phải chỉ để xuống mà thôi, mà xuống ở với con và ở luôn với con cho đến tận thế. Đó là phần thưởng của một người đồng ý để cho những sự rung chuyển trong lòng của mình, để nhận cho được sự sống lại. Khi một người đồng ý rằng là con đồng ý để Chúa lấy những điều mà nó không đẹp cuộc đời của con như một ngôi nhà như vậy, con tưởng đẹp nhưng mà nó làm xấu cái nhà con hơn. Ý tôi muốn nói là cái nhà thuộc linh, bởi vì Chúa nói là cuộc đời chúng ta như một cái đền thờ như vậy. Chúng ta trang trí đủ thứ như vậy, Chúa nói là không, cái này nó không thuộc về đền thờ, nó không thuộc về cơ đốc nhân, nó không thuộc về người tin kính. Cho nên ta lấy ra, ta ban cho cho con những điều thánh để trang trí cho nó đúng với nhà ta, đúng với cuộc đời của con, bởi vì đây là nhà của ta. Ta trang trí cho nó đẹp hơn. Thì Chúa nói rằng nếu ai đồng ý như vậy thì người đó yêu mến cuộc đời người đó và cũng yêu mến ta. Ta làm cho cuộc đời người đó giá trị hơn, đẹp đẽ hơn, xứng đáng với tư cách là một cơ đốc nhân. Cho nên Chúa nói rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cho ta sẽ thương yêu người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người. Ngày xưa các bà khi đất rung động, cái kinh nghiệm của một lần mà bà thấy như vậy nhớ đến cả đời, đó là đất rung động và thiên sứ xuống, rồi sau đó thiên sứ đi. Nhưng ngày hôm nay nếu một cuộc đời nào chịu tan vỡ trước mặt Chúa, thì ngày đó là ta không phải sai thiên sứ đến mà chính ta sẽ đến. Không phải ta đến với con một lần, một ngày, nhưng mà ta sẽ đến với con luôn luôn cho đến tận thế. Như vậy không, há không đáng để chúng ta đánh đổi sao? Đức Chúa Giêsu, tôi đọc được một lời khi có hai các môn đệ đến tự hào với Chúa lắm đó. Lạy Chúa, trong chức vụ con thành công lắm, con đã từng đuổi quỷ, con giảng dạy và con đã cứu được nhiều người, con làm được nhiều việc của Chúa lắm. Thì Chúa nói rằng điều đó tốt, nhưng mà không đem làm cho cả niềm vui thiên đàng. Thiên đàng sẽ không rúng động về việc đó. Thiên đàng sẽ không rúng động bất cứ một cơ đốc nhân, một hội thánh nào mà làm vô số việc cho Ngài. Thiên đàng không rúng động, bởi vì Kinh Thánh không có nói. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nếu mà một người chịu tan vỡ và đến với Chúa thì cả thiên đàng đều rúng động, bởi vì đang có niềm vui. Kinh Thánh nói rằng một người mà ăn năn với Chúa trở lại thì các thiên sứ trên trời đều vui vẻ. Như vậy kính thưa hội thánh, muốn làm thiên đàng rúng động cho anh, trước khi suy nghĩ rằng tôi làm gì, hãy suy nghĩ rằng tôi đến với Chúa
tôi tan vỡ với Chúa. Chừng đó thôi, cả thiên đàng vui vẻ rồi. Và Chúa nói rằng, ta sẽ ban phước cho con. Trong 8 cái phước, con nhận đầu tiên. Con khó khăn với cuộc sống cũ, nhưng mà con dễ dãi với ta. Bởi vì có nhiều cơ đốc nhân rất là dễ dãi với cuộc sống cũ, nhưng mà khó khăn với cuộc sống tiền kinh. Hầu vì Chúa khó, tiền kinh Chúa khó lắm. Nhưng mà làm công việc của thế gian dễ lắm. Chúa ban phước chúng ta. Một người được Chúa ở cùng, bởi vì người đó sống với Chúa và Chúa sống với người đó, và người đó cũng tạo một cơ hội để cho lời Chúa sống với người đó. Ai yêu mến ta thì yêu mến lời ta. Người nào yêu mến Chúa thì lời của Chúa có cơ hội để sống với người đó. Bởi vì vô số người đã làm cho lời Đức Chúa Trời bị chết, bởi vì người ta không có đồng ý hoặc người ta không có tin. Nhưng mà chúng ta tin lời Chúa thì chúng ta đang làm cho lời Chúa được sống lại. Ai làm việc này? Đó là một người mà nói là ta từ trên trời, ta sẽ xuống, ta ở với con, ở luôn cho đến thành thế. Điều thứ ba đó là thiên sứ đến để lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Kinh Thánh nói về cái biến cố của sự chết của Đức Chúa Giêsu là ở trong Mát đoạn 16:4, nó là cái tảng đá. Lớn lắm. Mát đoạn 16:4. Còn ở trong Matthew đoạn 27:66 nói là họ sai lính giữ và niêm phong luôn cái hòn đá này để không có ai đụng đến được cả. Kính thưa các cơ đốc nhân, kính thưa những người yêu mến Chúa và hăm hở đi đến xem Chúa của mình để đem dầu thơm cho Chúa của mình. Chúng ta có lòng muốn làm một cái gì đó cho Chúa. Nhưng mà xin thưa rằng có những đồn lũy, có những cái ngăn trở trước mặt chúng ta. Kinh Thánh là lớn lắm. Đã bị niêm phong rồi. Và đã có người giữ rồi. Con không làm gì được. Nếu con chỉ tan vỡ mà thôi. Mà nếu ta không đến, thì con không thể nào con lăn nổi cái hòn đá gánh nặng trước mặt con. Có thể là một cái gì đó, có thể là một người nào đó, một việc gì đó, mà nó đã niêm phong trong tâm trí của con. Và có người đã giữ nó và đóng ấn trên nó đến nỗi mà con không lăn nó nổi. Con ngủ, con thức, nó vẫn đeo đuổi con. Và nó đã cầm giữ con trở nên đồn lũy bao nhiêu năm tháng này. Con không lăn. Mà nếu hòn đá không lăn ra thì đó là dấu hiệu của sự chết. Cho đến khi nào hòn đá lăn ra, không cần nói, ta biết rằng mộ đó không có người. Thật vậy, một đồng lũy lớn nhỏ chỉ cần được dời ra khỏi cuộc đời chúng ta thì người ta không cần nói, người ta vẫn biết rằng Chúa đang có dấu hiệu sống trong cuộc đời như đó. Đó là điều mà chúng tôi thấy rằng trong cái biến cố lễ phục sinh, Chúa để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc, có lợi cho gia đình chúng ta, có lợi cho chúng ta với bạn hữu chúng ta, có lợi cho chúng ta những anh em trong Chúa, có lợi cho chúng ta để làm chứng cho người khác. Và nhất là đối với Đức Chúa Trời, chúng ta tạo cơ hội để cho lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Trở lại câu Thánh Kinh trước khi chúng ta cầu nguyện với nhau. Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì Ngài nói, ta khác. Nếu chiều hôm nay, nếu chúng ta chịu hạ mình, chịu để một điều gì đó chết đi, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta kết quả. Và nếu chúng ta là đồng ý để cho Chúa làm việc này, thì Ngài sẽ không thêm nói chữ nữa là ta khác, bởi vì đủ rồi. Ngài sẽ nói với chúng ta rằng, hỡi con, hôm nay lễ phục sinh của năm 2024, mọi việc đã hoàn tất để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, chấm hết. Còn nếu không, Ngài cũng sẽ nói rằng ta còn khác. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt.
Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.